mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Để kết thúc chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời Thầy Pháp Như. Thầy Pháp Như thì trước đây cũng đã có chia sẻ rồi, Thầy bị bệnh cũng rất là nặng. Bây giờ thì Thầy đã nhiều năm hết bệnh rồi. Hồi xưa ăn, Thầy bị bệnh đường ruột rất là nặng, không có ăn cái gì được, giữ trong bao tử lâu. Và lúc đó thì chưa biết Thầy là ca sĩ, tại vì Thầy đụng đâu Thầy nằm bẹp ở đó, đâu biết Thầy viết ca rồi. Hồi xưa có cái chuyện như thế này nè, là cái thời đó cũng khoảng 2006 hay 2007 á, tỉnh này lên đây luôn cho Phật tử thấy đó nè. Thì có Phật tử ở đạo tràng Pháp Hoa quen Thầy trước tôi, chứ chở xe cái quăng Thầy ở chùa không nói câu nào hết á. Tôi đi về tôi thấy có cái ông nào mà nằm tèm bẹp, không có ngồi dậy nổi, nói chuyện thì không có cười nổi. Sức khỏe Thầy lúc đó rất là cạn kiệt. Thì cái thời đó là cái thời tôi chưa có chữa bệnh nhiều. Thật ra phải nói là có một số nội lực mà có thể giúp được những cơn đau hết liền tại chỗ. Và Thầy là người mà nếm được nhiều cái đó nhất trong cái thời gian đó, là tại vì không có đông Phật tử như bây giờ, lực nó không có bị mất. Thật ra nếu mà tôi muốn hướng tới cái bệnh mà tôi cho giảm thì bệnh đó sẽ giảm theo ý của mình. Và cái thời gian đó là tôi trị bằng năng lượng rất là nhiều. Nhưng mà sau này thì bị tàn lực rồi. Thì hướng dẫn ăn uống và uống thuốc thôi. Chứ còn cái giai đoạn mà 2006, 2007 á, thì sở dĩ mà được nhiều người biết tới, nó không đơn giản là cái lúc mới mè vậy đâu. Có những người mà chết ngay trước mặt chúng tôi kêu sống thôi, cũng không có được chết thêm nữa. Có một cái lần bệnh nhân chết ngay trước mặt với cả hàng ngàn người như vậy, vì ung thư giùm hầu mà không có phải trị theo phương pháp của mình. Tới khi gần chết rồi, không biết nghe ai đồn trăn trối rồi lên gặp mặt tôi lần cuối thôi rồi chết. Nhưng mà từ Long An là chở lên tới đây thì đã chết rồi. Và cái thời điểm đó là chùa Long Hưng không được phép trị bệnh. Tôi đang giảng rồi với cả hơn cả ngàn Phật tử ở dưới chạy lên nói: Thầy ơi, có thằng nhỏ nó chết dưới rồi. Tôi nói: Rồi, tiêu đời tôi rồi. Nhưng mà trên đường từ Pháp Tòa đi xuống, tôi nói: Mày chết đâu chết, tao không cho mày chết trong chùa. Tôi xuống tôi để cái tay lên cái cổ đó, một tay lên cái ngực. Xong xuôi tôi nghe kêu ồ, thì cái nó chớp chớp mắt tỉnh lại. Thì chuyện này không ai tin đâu, những người chứng kiến mới có thể thấy được. Thì tôi quay lưng tôi bước ra ba bước, tôi ói hơn một tô đàm mà. Chuyện này là không có giải thích được theo cái kiểu khoa học đâu. Và anh ngồi vậy anh tỉnh. Còn Thầy thì cũng rất là nhiều cái lần mà Thầy bị đau mà tôi dùng cái lực của mình để hóa giải được những cái đau của Thầy trong giai đoạn đó. Thì bây giờ quý vị thấy là Thầy trọng lượng hơi bị dư rồi đó. Tức là sức khỏe được ruột bao tử rồi rất là tốt, cho nên ăn hấp thu để có được cái trọng lượng nó, phải dùng cái từ là theo kiểu bình thường là mập lên. Chứ thường những người ăn dưỡng sinh như mấy người lên phát biểu thấy gầy, người ta không có tin. Thì trước đây Thầy cũng đã có phát biểu rồi. Thì hôm nay là cái ngày giỗ tiên sinh, Thầy cũng về. Và xin Thầy ca tặng cho hội chúng một bài trước khi chúng ta kết thúc cái buổi sáng hôm nay. Một Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy chủ trì, kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể Phật tử. Con xin hát bài Lời Cảm Ơn Nhiệm Màu, con sáng tác vào năm 2007. Sau khi thực tập cái phương pháp dưỡng sinh, thấy nó có những cái hiệu quả, mình cũng có hân phấn, có chút cảm tác được cái bài hát mà giống như một lời cảm ơn đến tiên sinh Oshawa và
thầy Tuệ Hải. Thiên nhiên thật phẩm đền sống qua bi quan làm khổ đau thân mình, bạn hãy nở trên môi nụ cười thật hoan hỷ, buồn khổ sẽ vơi nhanh hạnh phúc đến bên mình. Chỉ biết nói cảm ơn nhiệm màu ôi Phật Pháp, đừng trách móc oan than đền khổ tan hết liền. Cứ cười tươi vui lên, chớ sầu hoan mang, vẫn niềm tin kiên cố sống vì tha bao dung, dứt nguồn tham sân si suốt đời vui an lành. Hãy sống cứ an nhiên với dưỡng sinh thật phẩm, đừng cố chấp sanh nghi làm nỗi đau kéo dài, vì hạnh phúc vô biên công bằng cho thế giới. Đừng chống phá thiên nhiên cùng giữ xanh môi trường, sống với thiên nhiên tâm bình yên tinh thức, trời đất sẽ ban cho của sống luôn tuyệt vời. Hòa sống với thiên nhiên tâm bình yên tinh thức, trời đất sẽ ban cho của sống luôn tuyệt vời. À, ha ha ha, 问三摩地娑诃。